đó, đau gì không? Dạ không đau. Đó, giảm mỡ không đau là có thật không? Dạ. Không đau là À, người lúc thật, trước người em thật sợ lắm, em đó. sợ em không dám làm. Sợ đau không? Dạ Ừ. không Mà có thật đau. sự là đau không? Dạ không, không đau luôn. Nhẹ nhàng ha. Dạ. Rồi. Thì như cả nhà có thể thấy đây là một cái công nghệ mà thực sự là nó tối ưu cho chị em rất là nhiều. Thứ nhất là làm không đau, thứ hai là chúng ta làm xong chúng ta cũng không cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Công việc thường ngày của em có bận lắm không? Dạ, em cũng đã ngồi để bấm máy vi tính rồi chứ em ít vận Rồi, động. bây giờ làm xong rồi đó. Bây giờ có thể cho em thấy được cái Dạ, bụng của mình xong rồi nhé. bác em. Nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi, bây giờ anh sẽ cho em xem cái vòng bụng của mình ha. Bác sĩ lấy ra cho em là được hơn 2 lít 1,9 mỡ. nhá. 1,9. À, 1 lít 9 ha. Rồi. Em sinh được 3 cháu rồi. Dạ, ba cháu. Cháu nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, được 2 tuổi. À, rồi vậy thì cũng thoải mái ha. Dạ. Nó cũng đỡ cực rồi đây. À, lấy cái gương cho bạn để bạn xem được cái bụng của mình. Đây trước đây nè. Thì cái bụng của em nó bị cái phần bụng dưới này rất là nhiều, Dạ. đúng không? Dạ. Nó thừa ra một cái tảng rất là lớn. Đây nè, đây đây, đây. Nè, em nhìn qua cái gương này, thấy không? Tức là bây giờ cái tảng bụng dưới của em là đã mất rồi. Dạ. Đúng không? Nè, so sánh với lại cái hình trước này. Thấy không? Dạ đúng rồi. Đó, thì cái phần bụng dưới này của em là đã mất rồi. Đúng không? Và sau khi mà can thiệp sóng lipo á thì cái phần da của mình nó còn săn lại được trên 50% nữa. Tức là cái sóng này nó làm săn da mình, thế nên là với cái chất lượng da của em á anh thấy cũng rất là tốt. À, tuy nhiên thì đây là kết quả được khoảng 70%, 30% còn lại thì chúng ta sẽ mang cái gen để mà chúng ta định hình trong cái quá trình mà nó phục hồi ha. Đó, cả nhà thấy nè. Nguyên một cái tảng này là đã coi như là mất hết rồi đó cả nhà. Đây. Mà không đau gì luôn hai em hả? Dạ không đâu. Ok. Có giống như mình đã lo lắng trước đó Dạ không giống, không? khá là cẩn thận luôn. Trước đó chắc lo lắm Vậy đó, em lo lắm, em không dám đi làm. ha. Nhưng mà làm rồi thì em thấy nó thoải mái, không có đau. Trước đó thì em cũng xem những video bác Cường lấy mỡ ra đúng Dạ không? đúng rồi. Thế nhưng mà cho anh hỏi một xíu là em xem như vậy nhưng mà có cái lý do gì mà em lại băn khoăn em không dám làm? Tại em thấy là bệnh viện của mình tốt quá anh. Đúng rồi, dạ. Em làm gì đó em cũng phải theo dõi, em thấy bệnh viện mình tốt với em tin tưởng bác Cường á. Dạ. Ok, rồi đây, cả nhà thấy này, kết quả trước và sau nè. À, thực sự là khi mà chúng ta để mỡ trong cơ thể á, thì ngoài cái ảnh hưởng thẩm mỹ ra thì nó còn ảnh hưởng sức khỏe mình nữa. Dạ. À, về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng mỗi ngày một chút gì đó. Nó sẽ tăng tăng sinh nguy cơ là bị máu nhiễm mỡ này, rồi là tăng cholesterol máu, rồi xơ vữa mạch máu, nói chung là phiền phức lắm. Nên là đợt này là em đi làm tại bệnh viện thẩm mỹ Cao Hu là coi như là một công đôi chuyện. Thứ nhất là về ăn mặc đẹp hơn, thứ hai là về sức khỏe của mình nó cải thiện hơn ha. Rồi.